Khi chánh niệm để ghi nhận quán sát các trạng thái của tâm thì lúc đó tâm hay tâm sở nào thực hiện chức năng đó, chính là chức năng ghi nhận và quan sát. Thực tế đó, trong một sát na đó, vô số tâm sanh diệt. Xin lỗi, trong một cái khẩy móng tay đó, vô số tâm sanh diệt. Thì như vậy đó, nếu mà nói theo cái A Tỳ Đàm đó, thì chúng ta không thể nào mà bắt hẳn ra một tâm mà để mà chúng ta quan sát được, bởi vì nó sanh diệt quá nhanh đi, chúng ta không thể quan sát kịp được. Nhưng mà như thế này, giả sử như một loạt cái tâm sân, một loạt tâm sân nó xuất hiện, một loạt đó đó, khi nói một loạt ở đây có nghĩa là trong một cái khẩy móng tay, có nghĩa là một cái búng móng tay, vô số tâm sân xuất hiện. Thì khi mà tâm sân xuất, một loạt tâm sân xuất hiện như vậy đó, cái vị hành giả chánh niệm đó, cái tâm tiếp theo của họ là cái tâm thiện với những cái sở hữu tâm đó là gì? Chánh niệm, ghi nhận. Ghi nhận cái gì? Ghi nhận cái tâm trước đó, cái tâm đã diệt rồi, cái tâm đã mất rồi, cái tâm quá khứ đó, một loạt cái tâm quá khứ đó đó, nó là tâm sân. Nếu theo nói A Tỳ Đàm, nếu nói theo kiểu A Tỳ Đàm là chúng ta chỉ có thể ghi nhận cái tâm đã diệt, chứ chúng ta không thể ghi nhận cái tâm đang có mặt được. Bởi vì khi chúng ta biết đó là cái tâm nó đã diệt rồi, nó nhường chỗ cho cái tâm biết rằng vừa nãy đã có một cái tâm tham. Đấy. Vì đặc tính của tâm đó là mỗi một tâm chỉ biết một cảnh. Nó giống như là một cái đoàn tàu gồm rất là nhiều những toa tàu, họ chạy rất là nhanh. Thì chúng ta, quý vị thấy những cái toa tàu mà chạy nhanh như là cái những cái toa tàu điện ngầm ví dụ như vậy, chúng ta sẽ tưởng rằng đó là một toa thôi, nhưng mà nó là một khối, nhưng mà thực tế nó gồm nhiều toa, nó gồm nhiều toa nối tiếp nhau, chứ nó không phải là chỉ có một toa. Cũng vậy, chúng ta cứ tưởng là cái tâm tham hoặc tâm sân nó chỉ có một tâm, nó kéo dài liên tục, như không phải, nó sanh diệt sanh diệt sanh diệt diệt sanh diệt liên tục như vậy. Nhưng mà bởi vì nó quá nhanh cho nên chúng ta tưởng là nó là một dòng liên tục. Đấy, thì khi mà cái tâm chánh niệm đó là ảnh chen như chính giữa, khi mình chúng ta chánh niệm đó, nó chen, nó xuất hiện ngay đó, và nó biết là trước đó là vừa mới xuất hiện tâm tham. Nhưng mà cái sự chánh niệm đó, chánh niệm của chúng ta đó, nó quá yếu đi, cho nên chớp tắt có nghĩa là sao? Có rồi mất. Thành ra chúng ta tưởng là khi chúng ta ghi nhận tâm tham vẫn đang có mặt. Thực tế không phải như vậy, mà bởi vì chúng ta vừa chánh niệm là chúng ta ghi nhận là tâm tham vừa có, nhưng mà sau đó mất chánh niệm rồi, và sau đó có chánh niệm trở lại, rồi cứ như vậy đó, cứ tâm tham một loạt tâm tham, rồi bắt đầu một loạt chánh niệm, sau đó một loạt tâm tham, một loạt chánh niệm, cứ như vậy nó xen kẽ, và chúng ta tưởng là khi chúng ta chánh niệm đó, thì chúng ta đang bắt hai cảnh đó là gì? Cái sự nhận biết cái tâm tham và cái sự nhận biết tâm tham. Thực tế không phải. Tâm chỉ bắt một cảnh thôi, chẳng qua là nó sanh diệt liên tục, thành ra chúng ta cứ tưởng như vậy, thì thực tế không phải như vậy.